Một ứng dụng mà bạn chắc chắn sẽ cần trong mùa mưa sắp tới. Sao dày thì mưa, nhưng mà mưa thì hỏng điện thoại mất anh em ạ. Vấn đề không phải của riêng ai. Trong mùa mưa sắp tới, dù được trang bị tính năng chống nước nhưng những chiếc iPhone này hoàn toàn không thể chống nước được 100%. Vậy chẳng may bị dính nước thì đâu là cách sơ cứu hiệu quả nhất? Có một thủ thuật iPhone mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ nước khỏi thiết bị chỉ nhờ trợ giúp từ Siri, trợ lý giọng nói ảo của Apple. Trong trình duyệt web trên iPhone của bạn, hãy tải xuống phím tắt Water Eject từ Web Shortcut Gallery, nhấn vào nút nhận phím tắt. Thao tác này sẽ mở ứng dụng phím tắt trên iPhone của bạn. iPhone mới được cài đặt sẵn ứng dụng phím tắt, nhưng nếu thiết bị của bạn không có ứng dụng này, bạn có thể tải xuống từ Apple Store. Phím tắt Water Eject sau đó sẽ được cài đặt. Để kích hoạt chức năng Water Eject bằng phím tắt Siri, bạn có thể nói: "Hey Siri, run Water Eject." Hoặc truy cập vào ứng dụng phím tắt, chạm vào Water Eject, sau đó chạm vào Start. Khi bảng thông báo xuất hiện, lúc này điện thoại của bạn sẽ phát ra sóng âm ù. Có thể thổi nước ra khỏi bảng loa.